Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin gia đình Trịnh Văn Quyết gặp đại hạn, liên tiếp hai em gái bị tóm. Tập đoàn FEC của ông Trịnh Văn Quyết được xem là một tập đoàn lớn nhanh như thánh gióng. Rất nhiều người dân nghi ngờ về nguồn vốn góp vào tập đoàn này có nguồn gốc từ đâu. Tuy nhiên, cho đến nay, việc lớn mạnh bất thường của tập đoàn FEC được xem là chưa có lời giải thích. Giai đoạn lớn mạnh của tập đoàn được xem là thời kỳ cực thịnh của ông Trịnh Văn Quyết và gia đình. Khi ông Quyết bị bắt, nhiều người cho rằng thời kỳ đại hạn với gia đình ông đã đến. Dù có rất nhiều tiền, nhưng ông Quyết không thể mua cho mình sự an toàn và kết cục là phải vướng vào vòng lao lý. Chưa hết, người ta bắt ông chưa bao giờ lâu thì đến lượt các em gái của ông cũng bị sa lưới pháp luật. Như vậy, tính đến hôm nay thì gia đình ông Trịnh Văn Quyết đã có 3 người bị bắt. Và câu hỏi đặt ra là người đầu tiên sau ông Quyết bị bắt đó là ai vậy? Người đó chính là Trịnh Thị Minh Huế. Trịnh Thị Minh Huế, theo thông tin từ Cổng Thông tin của Bộ Công an cho biết, vào ngày 2 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an C01 tiếp tục làm rõ hành vi tội của bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ kế toán tập đoàn FEC với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội là thao túng thị trường chứng khoán và ra quyết định khởi tố bị can số 100 QĐ, lệnh bắt bị can để tạm giam số 31 EB, thời hạn là 3 tháng đối với bà Trịnh Thị Minh Huế. Ngày 4 tháng 4 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 đã phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật. Đây là hình ảnh thông tin bắt bà Trịnh Thị Minh Huế vào ngày 4 tháng 4. Trước đó vào ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an Việt Nam C01 đã tiến hành bắt ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC. Các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây như là tin xét đánh vào gia đình nhà ông Trịnh Văn Quyết. Những người bị bắt cũng đồng nghĩa với việc vai trò và quyền lực của họ tại FEC cũng chấm dứt và chuyển vai trò vào tay người khác. Tội thao túng thị trường chứng khoán là tội rất nặng ở các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chính quyền đã vẽ thêm nghị định chính phủ để phạt hành chính cho tội này. Vì thế nên, lần bán chui cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết vào năm 2017 đã chót lọt. Chính quyền đã không phạt tù ông Quyết lần đó, mà chỉ phạt hành chính có 65 triệu đồng, một con số rất nhỏ so với hàng trăm tỷ đồng mà ông Quyết kiếm được từ lần bán chui cổ phiếu đó. Và người tiếp theo là ai? Sau khi Trịnh Thị Minh Huế bị bắt thì ngày hôm sau, ngày 5 tháng 4, người em thứ hai của ông Trịnh Văn Quyết cũng bị bắt. Người này có tên là Trịnh Thị Thúy Nga. Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01 Bộ Công an cho biết họ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can đối với bà Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC. Bà Trịnh Thị Thúy Nga bị bắt để điều tra về tội danh cũng giống như anh trai của bà, đó là tội thao túng thị trường chứng khoán. Và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật. Theo C01, quá trình điều tra mở rộng vụ án đã có căn cứ xác định bị can Trịnh Thị Thúy Nga có vai trò đồng phạm giúp sức cho anh trai thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Như vậy, cả ba anh em nhà Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế đều bị bắt liên quan đến tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Đây là hình ảnh thông tin bà Trịnh Thị Thúy Nga bị bắt giữ. Diễn biến vụ bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FEC, ông Trịnh Văn Quyết đã đưa bản thân ông và hai em gái vào tù. Trong phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, cổ phiếu FEC của tập đoàn này do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch giao dịch đột biến 135 triệu trên tổng số 710 triệu cổ phiếu lưu hành trên thị trường của FEC, tương đương gần 20%. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, website của tập đoàn FEC đăng tải thông tin ông Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu cũng từ ngày 10 tháng 1, tuy nhiên văn bản này đã đề ngày 5 tháng 1. Vài giờ sau, website trang web của FEC đã đăng tiếp một văn bản khác
thông báo ông Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu, nhưng thời gian từ ngày 14 tháng 1 sáng ngày 11 tháng 1. Cả hai văn bản này đều bị gỡ bỏ, trong khi đó trang web của Host hay Ủy ban Chứng khoán đều không có hai văn bản này. Cũng trong sáng ngày 11 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, lúc 14 giờ 45 phút chiều ngày 10 tháng 1, Ủy ban đã nhận được báo cáo của Host về việc ông Quyết bán chui 74,8 triệu cổ phiếu SEC trong ngày 10 tháng 1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngay lập tức đã có văn bản chỉ đạo Host phong tỏa mọi tài khoản của ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời hủy giao dịch bán chui 74,8 triệu cổ phiếu nói trên. Những nhà đầu tư nào khớp lệnh đúng với cổ phiếu của ông Quyết bán ra đều đã được hoàn lại tiền. Vào ngày 18 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định phạt tiền ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, người khiến hai em gái cũng phải vào tù. Sau khi mạng xã hội phản ứng mạnh với mức phạt quá nhẹ cho ông Trịnh Văn Quyết, thì cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã tiến hành điều tra xác minh đối với ông Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC và Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tới ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 QĐ và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng có liên quan. Và việc khởi tố ông Trịnh Văn Quyết hai lần trên cùng một tội được các nhà phân tích cho rằng đó là hành động vi hiến của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhà nước này chỉ là nhà nước pháp quyền giả tạo nên họ bất chấp. Họ vẫn làm những điều vi hiến như vậy từ trước đến nay. Bị chính quyền bất chấp hiến pháp triệt hạ ba thì xem ra ba anh em nhà Trịnh Văn Quyết không có cơ hội nhiều để giảm nhẹ tội. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Đỗ Anh Dũng bị bắt, ai chung số phận và ai đang xanh mặt. Sau khi làm mưa, làm gió, đấu giá, thổi giá đất lên tận 9 tầng mây xanh, rồi bỏ cọc, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Tân Hoàn Minh đã bị bắt. Đây là tin chấn động với các đại gia bất động sản tại Việt Nam. Vì sao như vậy? Vì đây là một phát súng rất mạnh mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đâm nhắm vào các đại gia bất động sản như một lời tuyên chiến. Có lẽ cừu được nuôi đã đủ béo và đến giờ là mổ để thịt. Việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng và ông Trịnh Văn Quyết trước đó không phải là những tội danh trong lĩnh vực bất động sản, nhưng thực tế thì những doanh nghiệp này có liên quan đến ngành bất động sản rất lớn. Theo thông tin thì báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàn Minh đã có hành vi gian dối sử dụng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định với tổng giá trị lên tới 10.300 tỷ đồng. Một số tiền rất lớn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàn Minh, viết tắt là Tập đoàn Tân Hoàn Minh. Ông Đỗ Anh Dũng đã làm dậy sóng mạng xã hội với trường hợp đấu giá, lấy giá đất lên cao ngất ngưởng rồi bỏ cọc, gây ra hiện tượng giá bất động sản khắp nơi trong cả nước đu theo, làm thị trường rối ren vì sốt đất. Từ hành động này, ông Đỗ Anh Dũng bị cả xã hội lên án và cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Đây là hình ảnh thông tin về việc ông Đỗ Anh Dũng bị bắt. Kết quả điều tra là trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàn Minh đã có hành vi gian dối sử dụng 3 công ty thành viên bao gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Công ty Cổ phần và Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Solite, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật
tổng cộng trị giá 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Sau khi có kết quả điều tra thì vào ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàn Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều số 174 của Bộ luật hình sự vào năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Và câu hỏi đặt ra là những ai đã bị bắt chung với ông Đỗ Anh Dũng. Để thực hiện những cú lừa hàng vạn tỷ đồng thì tất nhiên là không chỉ một mình ông Đỗ Anh Dũng mà là phải có sự cộng sự và rất nhiều người nâng đỡ. Trước mắt, cộng sự của ông Đỗ Anh Dũng là ai? Đó là những cái tên sau: Đỗ Hoàng Việt, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1978, trú tại Vĩnh Phúc, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh; Trần Hồng Sơn, sinh năm 1961, trú tại Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh; Nguyễn Khoa Đức, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, sinh năm 1978, trú tại Ninh Bình, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh; Phùng Thế Tính, sinh năm 1973, trú tại Hà Nội, nguyên giám đốc công ty trung tâm tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh. Như vậy, ngoài ông Dũng thì còn có 6 nhân vật khác cùng bị bắt chung với ông. Lần này, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trời lớn. Họ quyết định đánh mạnh vào các sai phạm của các đại gia bất động sản, vốn đã tồn tại rất nhiều từ trước đến nay và chắc chắn phía sau có rất nhiều những quan chức cấp cao của Đảng nâng đỡ. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng và tập đoàn Tân Hoàn Minh. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi tội phạm của các bị can, mở rộng vụ án thu hồi tài sản. Việc mở rộng điều tra hứa hẹn bắt nguội thêm một số nhân vật bao che cho ông chủ Tân Hoàn Minh. Với những thương vụ trên thị trường bất động sản lớn như vậy, khó mà có thể nói ông Đỗ Anh Dũng không được sự giúp đỡ bởi những quan chức có quyền, có thế, cán bộ cấp cao trong Đảng Cộng sản. Vì vậy, hiện nay, những con người có dính dáng đến Tân Hoàn Minh hay Đỗ Anh Dũng mà chưa bị lộ đều phải sợ xanh mặt, xem xét động tĩnh của việc điều tra vụ án và không loại trừ có nhiều kẻ tính đường, tháo chạy. Được biết trước đó, vào ngày 4 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông và công ty cổ phần đầu tư khách sạn dịch vụ Soleil. Vào ngày 4 tháng 4, tức trước khi ông Đỗ Anh Dũng bị bắt một ngày, có đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về việc hủy bỏ các đợt phát hành trái phiếu của 3 công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàn Minh do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trên của nhóm doanh nghiệp Tân Hoàn Minh. Theo quyết định này, các tổ chức đăng ký lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu công ty Ngôi Sao Việt, công ty cung điện Mùa Đông, công ty Soleil thuộc tập đoàn Tân Hoàn Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu trên. Đây là hình ảnh báo chí tấn công Tân Hoàn Minh trước khi cơ quan cảnh sát điều tra bắt ông chủ doanh nghiệp này. Khi những quyết định hủy bỏ ban hành, xã hội cũng cho rằng việc bắt ông chủ Tân Hoàn Minh chỉ là vấn đề thời gian. Và thực tế diễn ra đúng như vậy, chỉ sau một ngày là ông Đỗ Anh Dũng bị bắt. Vụ án này đang hứa hẹn là một vụ án rất lớn và có thể rất nhiều quan chức cấp cao trong đảng sẽ bị lộ mặt.